Chào tất cả các bác nha. Hôm nay bên mình giao Isuzu 607 các bác nha. Một siêu phẩm rất là mới đấy ạ. Cái màu nó hơi lóa nên là quay các bác nhìn nó hơi lạ. Nhưng mà thực ra là màu riêng các bác nha. Isuzu TA 607 đấy. Lốp còn mới tinh các bác nha. 4.928 lốp sau đấy. Lốp trước 8320 cũng còn mới tinh các bác nha. Đây, cho các bác nghe tiếng động cơ này, còn rất là vip đấy. Em nó quá chuẩn rồi. Chiếc này thì dùng máy lạnh đầy đủ các bác nha. Gương và đèn còn hệ thống còn rất là mới ạ. Động cơ nổ rất là êm các bác nha. Rồi, xe đã được lên xe. Coi bánh ở phía trước anh ơi. Siêu phẩm rất là mới nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh của bên em. Bên em sẽ cập nhật video máy thường xuyên cho các bác nha. Và cũng rất là hy vọng là các bác sẽ chọn được một con máy phù hợp cho mình. Phù hợp cả về giá trị và mục đích ạ. Rồi, cảm ơn các bác nha.